Good morning. Xin chào, bữa nay mẹ đi học nè. Ủa mà sao cái giỏ cũng màu xanh mà cái cặp dở cũng màu xanh. Hôm nay Tâm đi lễ xong rồi đi học, xong rồi về đi làm. Một ngày rất là bận rộn. Nhà mua bộ hôm ông nói căn nhà mua hôm đáng sống quá. Một căn nhà nhỏ nhỏ. Giờ em đi nhà thờ em phải mua ly cà phê 4 đồng. Anh bán ly cà phê đó mấy đồng đó? Ở nhà bán 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi à? 2 đồng 50 sen đúng không? Ok, có tiền lẻ luôn, đưa đây cho nè. Hay là chuyển khoản. Ông đây bắt kiến đi rồi. 2,5 đồng hả? Cứ 2 ngày mà đưa 5 đồng đi cho nó dễ tính hả? Chứ 2,5 đồng Ok. Là bây giờ mình trả bữa nay thôi, mấy bữa trước thì sao? Nợ hả? Vô là chuyển khoản lúc. Kêu quá, uống cà phê nữa nợ mà thăm nợ luôn. Bẻ nợ luôn mới dễ sợ được. Nợ không có cả tháng. Yeah. Thôi đi đây. Ở ngoài lạnh không? Thôi đi. Cái school này đi học, ta phải học sinh không nè. Bắt lại mặc áo dài trắng á, cho nó giống đi học. Mà không biết sao đi mặc áo dài thiếu quá cả. Ê, cười qua giấy. Khúc này tôi cắt cái thương có để rồi bà ngồi nó cười hẹt hẹt hẹt. Không có để đâu. Trời đẹp quá, chim hót líu lo. Cái đống lá này vẫn chưa được dời đây. Có mấy cái phòng thủy tốt đó. Một là treo phi chuối. Hai đứa là có cái tủ ong vào. Đâu? Hả? Tủ ong đó, tủ ong kia rồi hôm qua có. Ủa bữa trước ông phá nó rồi mà. Hả? Đâu, tủ ong để lại cho phá nó. Nó chích cho thấy bà luôn. Chết cha không đem cái viết, lấy gì viết. Cầm lấy. Bữa nhớ cầm cái cặp kia mà sao nay cầm cặp này. Nó lấy cái viết, mà bữa trước bóc cái viết, lấy hết mực cha. Buổi sáng yên bình. Cái chuối này nó cái phong thủy à. Nhớ năm ngoái chụp hình với cây chuối, mà cây chuối nó ở phía bên này. Mà cái chuối nó hình như nó nhỏ hơn cái chuối dài. Cái xong cái tấm dời nó ra đây. Dời ra đây cái nó chết. Lạnh nó chết. Cái giờ nó sống lên lại. Nó lớn hơn cái chuối năm ngoái luôn nè. Let's go. Anh đã lên xe. Hôm nay Tâm đi lễ xong là đi học luôn. Xăng còn nửa bình là đủ. Chạy xuống chạy về. Nửa bình xăng. Nửa vầng trăng em ơi phương xa. Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sông nước mây trôi lang thang. Đi tìm vầng trăng. Nửa vầng trăng em ơi. Qua Tâm đi làm về cái Tâm đi mua hai cái nệm. Bữa Tâm mua cái nệm của Costco mua bị lộn. Cái nệm đó về mở ra cái nó phồng lên. Mà sớm sát mua cái nệm full size. Mà bóc lộn cái nệm twin. Lấy lộn cái nệm của twin là sinh đôi á. Cái size nhỏ nhất về mở ra nó nhỏ xíu xíu à. Mà nó mỏng. Cái không được. Cái hôm qua Tâm về Tâm phải đi mua hai cái nệm queen size với full size. Rồi mua trên Amazon hai cái chân cái đế dưới á. Mua Amazon thì giao rồi. Còn mua hai cái nệm hôm qua thì mốt người ta giao.
mốt người ta giao cho mình, rồi mình đem cái nệm của Costco mình đi trả lại. Mắc cười quá, nhìn cái nệm full size nó là 200 lẻ mấy gì đó, mà sao đi bóc lộn cái nồi nệm twin. Nệm twin thì nó có 149 đồng 99 thôi, mà về mở ra cũng không biết là mình lộn. Mở ra nó có size, cái size full của Costco nó nhỏ xíu xíu vậy nè, nhỏ quá, nhỏ mà mỏng. Vẫn không biết mình lộn sai nha. Cái hôm qua tối về tao mới lo cái thùng ra để trả cái nệm lại á, lo cái thùng rồi thấy đi kiếm cái receipt để trả hàng, cái lấy cái receipt ra đọc thấy twin, ủa sao twin, chạy vô lấy cái thùng ra twin, trời đất, đúng mà cũng nó hình như cũng phải như vậy để cho mình trả hàng chứ, mình không thích nó rồi mình lấy ra thì mình thấy lộn sai. Thắm đã tới nhà thờ rồi, còn sớm lắm, mới có 8:24, giờ Thắm đậu xe ngay trước cái chỗ lớp học đó, để trưa mình học xong là ra xe là chạy về đi làm luôn cho kịp. Còn bây giờ Thắm xuống hội trường Thắm mua đồ ăn, cái mình học, mình đi lễ xong ra là mình ăn cái gì đó rồi mình vô mình học, rồi mình về mình đi làm mới kịp, mới không bị đói bụng. Đói bụng bị tuột đường thì say sầm mệt. Bây giờ Tám sẽ xuống hội trường Tám mua đồ ăn. Tám không có đi ra chợ chùm hổm. Trời đẹp quá các bạn ơi, gió trời mát mát hay lắm, trời quá đẹp luôn á. Bữa nay mai không đi làm là ra ngoài đi chơi nè, gió lồng lộng đã lắm, mát lắm, gió bay áo dài luôn. Người nào cũng đi chợ mua đồ ăn. Đi chợ mua đồ ăn ra. Cái cô kia cô thấy cô này đẹp quá, chắc cô thích cái màu áo của Tám á, nó đẹp quá. Bên này người ta bán giống như trai tiệc, cũng thịt nướng, bánh bèo, đúc. Như mình nhà có tiệc vậy đó, thì mua về. Bên này là cái gì, chỗ này bán hồ gì kia, cơm gà, gà, cơm gà. Thì nó giống như heo rừng xào lăn vậy á, kiểu vậy, không biết cái gì nữa. Cái đồ ăn nhiều ghê ha. Rồi chả trứng. Đây người ta nấu đồ ăn nhiều ghê ha. Chè, chè gì á, chè, chè giống như là ba. Thôi giờ mình lại mình mua xôi ăn đi ha. Bánh bò, cái này bánh bò nè, bánh bò xôi gà, rồi các loại xôi, chắc mua cục xôi quá. Đây lại được cái gì nữa, gỏi cuốn, bánh bèo, bánh đúc, chả chiên, nem nướng, lòng luộc, bánh gì á không biết nữa, bánh gì đây, dai hả, chắc mình mua ổ bánh mì, mình mua đồ mình ăn thôi chứ, ô mà đem về ăn trưa nữa chứ, có ổ bánh mì đi ha, ổ bánh mì. Cái này gì vậy? Cháo, cháo lòng á. Cháo lòng hả? Cũng có lý ha.
bao nhiêu? Dạ, 2 cái 15 đồng, 1 cái 10 đồng, mấy 2 cái đi. 1 cái 10 đồng. À, bây giờ nó như vậy thôi. Sao bán kiểu khuyến mãi đó? Không phải, tại vì mình bán 2 cái cho người ta rẻ, cho người ta ăn thôi. À, lấy cái này với... Ha ha ha, tại vì... 1 cái 10 đồng. Ờ, mắc quá ha, 1 cái 10 qua, mắc quá cô ha. Cái là quá xa. Mà chủ biểu bán vậy cô ơi. À, cô cho 2 cái này đi với lại cái ổ bánh mì. Ủa anh đây có 2 con loại bánh mì hả? Bánh mì nào ngon? Thôi ăn cái thôi, ăn 2 cái chết hả? À, lấy cái gà cũng được. Lấy cái gà đi. Để lấy 2 cái cháo lòng này. Để trả tiền nữa chứ. Lại mua thêm cái này nữa. Cái 5 đồng cái hộp sơ gà vậy hả? Dạ dạ 5 đồng. Sao rẻ dữ vậy? Dạ dạ dạ. Rẻ vậy lỗ sao? Chị phải cứ mua đi. Cảm ơn chị, chị lấy. Rồi, đâu đây đây nè. Cảm ơn chị. Có 5 đồng một hộp sơ gà thôi nha bà con. Sơ gà ngon. Quá rẻ luôn, 2 cái đùi gà nướng. Lấy còn 2 vị, cái này lấy con kem đi nè. Thôi chắc chết. Bát nước hả? Thôi mua hơi nhiều rồi đó, thôi ăn vậy thôi. Tám đã mua đồ ăn xong rồi nè. 2 hũ cháo lòng, 15 đồng. 1 cái bánh mì, 5 đồng. 1 hộp xôi gà, 5 đồng. Ồ rẻ ha. Hôm nay đi mua đồ ăn hết cả 25 đồng mà được 2 hũ cháo lòng, 1 cái bánh mì và 1 hộp xôi gà, 2 cái đùi gà nướng luôn. Trời sao rẻ dữ vậy ta. Bây giờ Tấm để vô xe. Trời bữa nay mát, để đồ ăn trong xe không hư đâu. Tấm sẽ mở hé hé cái cửa ra cho gió nó mát mát vô. Rồi Tấm vô Tấm đi lễ. Vô xe cất đồ. Ồ dạ. Tay cầm giỏ, tay cầm đồ ăn. Rồi tay thì cầm máy quay nữa, cho nên là nó hơi bị bận rộn. Bỏ vô. Mà bây giờ thì chưa có muốn ăn. Dạ. Đóng cửa lại một chút. Bây giờ thì chưa có muốn ăn. Nhưng mà uống cà phê không thì nó xót bụng. Thôi giờ Tám đi vô đi lễ đây. Đi sớm ngồi ghế đầu. Chúa yêu thương trần gian đến muôn đời.
Thank you.
Gió lồng lộng. Giờ Tâm ra xe, Tâm lấy đồ ăn vô lớp học. Tâm ăn, ăn xong Tâm đi học. Đi học xong, đi học xong về đi làm. Nắng mà quên cầm cái đôi mắt kiêng nên là cái mặt nó nhăn nhăn. Tắm vô lớp học rồi mà chưa có ai vô hết. Mà Tắm muốn ăn cái ổ bánh mì. Ăn ổ bánh mì để rồi lát nữa học xong mà Tắm chạy về thay đồ là đi làm luôn. Mà ở trong lớp á, ngại lắm. Cái Tắm để ở sách lớn chạy ra xe về Tắm ăn bánh mì. Tắm ăn xong cái này là Tắm vô lớp là vừa. Tại vì giờ mới có 10 giờ 10 mấy phút à.